đó là không quay được rồi. Ở đây này cứu bái tấm nè. Rồi vô đi bà con ơi. Rồi vô cái chỗ gạch này ngồi chơi chờ dưới ra. Vô mê cung ảo nè. Trời ơi, mới thì bà đi mới có cấp tay cấp 8 rồi bà làm gì vậy? Đừng kịch kịch mát cái gì rồi. Nghe tiếng nghe hướng rồi đi ra. Chắc mấy bữa bão á. Bữa bão nó dở nắp cái gì rồi. Nhà mình không có cái nắp. Làm bô coi. Đây, dùm đây, dùm đây, dùm đây. Kéo giờ kéo gì vừa kéo quá nó chổng cẳng rất là sao. Rồi. Rồi. Vô vô vô. Ờ nắp nắp. Rồi vô quái nữa không? Vô liền. Chưa mà. Ủa?
quá cắm cả Bali luôn đó mà. Ừ, chỗ này đẹp nè. Rồi ai nữa? Giờ đi chân, giờ đi chân gà. Chụp không, chụp đây không, chụp đây không? Chụp không, chụp không? Đứng này chụp như đường dài đó vậy. Bước vào cái gì đó, hai tay đánh rồi, rồi đánh bóp nữa, rồi đánh bóp, rồi hai, đó, đó đẹp cái nào. Đám cưới làm gì được vậy? Mướn mở cổng đám cưới vậy chắc là ta tới hàng chục triệu, trăm triệu à? Lên đây.
trời. Là có tay sắt cá rồi. Bằng tay xi măng. Còn mênh mông, còn mênh mông bên kia xa lắm, chịu đi chơi là còn nhiều lắm, 5 mẫu lần mà. Rồi. Đi lên, đi lên. Lên cái này cho vô. Lên cái này. Ở đây này cú quay tụi tấm nè. Sống qua đó, mấy cặp tình nhân sống qua đó. Trời, có này nữa hả? Trời ơi, ai sành điệu dữ vậy hả? Đỡ lên lên, đỡ lên nào. Không, không. Qua bên đây nè, qua đây chụp xuyên cây cầu dính qua đẹp, đẹp hơn. Thank you.
ra tiên cảnh nha. Đây đứng cổng cổng tiên đình. Hai bà vô cổng tiên đình nữa đây, lên gặp Ngọc Hoàng xin chiều nay cho con vô. Đừng suy nghĩ lâu. Xin chào đây, xin chào đây. Đi theo đoạn nha, tại vì vô đây như mê cung vậy đó nha. Rồi đứng ngay cái đằng tay tôi chặt chân bánh nè. Nè, dịnh thở tiền ra, Đó. Tay kia. Đó. Cầm luôn. Đó. Đâu. Dòng lên đây, chú bảy lên không tước này chú bảy, nhìn trên trên cẩn thận nha bà con, ai mà mang giày cao quá cẩn thận nha, thì giày cao gót á. Rồi ra đây, chị lên đây, lên mình nó đẹp, lên đưa lên chừng 3 bước nữa, chừng nữa rồi thang nó quay lại đây. Rồi quay lại mưa tới em quý rồi em kêu cản lại được. Bây giờ chỉ xin thôi, xin ông đừng mưa cho đầu mình chơi xong đi, chiều về khách sạn này. Con chào lắm, con cháu mang làm hương hà
chút, mấy chút, ngồi giữ nguyên mấy chút. Giữ nguyên không chụp cho nè. Không, đây nè, giờ qua đây. Trời ơi, nó đẹp mà nó không cho mình chụp. Ngồi thẳng lên, ngồi thẳng. Đó. Đó. Nè. Hai bà ba lên đây ngồi thành ba ba. Thank you.
chưa tới rồi. Giờ đi mua sắm như vậy. Mua sắm qua chùa Tàu. Tấm tấm cái quần. Nói như dép của chị Hai là dễ trơn lắm á. Đi phải dùng cái giò.